Ngày thứ 3, tài xế phản đối, trạm BOT Cần Thơ Phụng Hiệp. Để giải quyết căng thẳng, ở trạm BOT Cần Thơ Phụng Hiệp 3 ngày qua, thành phố Cần Thơ đề nghị Bộ Giao thông miễn giảm phí xe qua trạm. Sáng 6 tháng 1, nhiều tài xế tiếp tục chạy ô tô đến trạm BOT Cần Thơ Phụng Hiệp, dừng lại phản đối việc thu phí. Nhiều tài xế không chịu trả tiền, đậu ô tô trong thời gian dài. Một số trường hợp dùng tiền lẻ thấm ướt để mua vé qua trạm, khiến nhân viên mất thời gian kiểm đếm, gây ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1. Ông Trịnh Hoàng Hải nói xe của mình chỉ chạy khoảng 3 km từ quận Cái Răng về khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Hậu Giang, nhưng phải mua vé 180.000 đồng. Tôi đã làm đơn xin miễn giảm 2 lần rồi, nhưng không được giải quyết, ông Hải nói và cho biết mỗi ngày ông có hơn 10 xe qua trạm, phải tốn 3,6 triệu đồng, tiền vé cho chọn tuyến 22 km. Đậu xe án ngữ tại trạm, tài xế Ngô Hòa Thành, quận Cái Răng, bức xúc, thật sự tôi đâu muốn làm như vậy, nhưng chỉ đi vài km, mà tôi trả tiền cả tuyến thì quá bất hợp lý. Chúng tôi sẽ phản đối tới khi nào, chủ đầu tư thu đúng thu đủ. Để tránh ùn tắc kéo dài, bảo vệ trạm hướng dẫn, dòng xe di chuyển sang làn đường khác. Vài phút sau, nhân viên trạm mở thanh barrier cho các xe phản đối đi qua, giải quyết tình trạng kẹt xe. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ, xem xét miễn phí cho ô tô không kinh doanh ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, xã Tân Phú Thạnh, thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang, giảm 50% đối với xe từ 10 chỗ trở lên, và ô tô tải trên 1 tấn, ở phường Ba Láng, xã Tân Phú Thạnh, thị trấn Cái Tắc. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đề nghị cho các hộ dân, doanh nghiệp có hợp đồng vận chuyển cụ thể, cố định trên 3 tháng, sử dụng dưới 5 km tính từ trạm thu phí, được hưởng chính sách miễn giảm. Ngoài ra, 23 ô tô không đăng ký chính chủ ở phường Ba Láng cũng được đưa vào danh sách miễn giảm. Thành phố Cần Thơ cũng báo cáo tình trạng phản ứng của tài xế, doanh nghiệp những ngày qua và những giải pháp mà địa phương đã thực hiện để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cần Thơ Phụng Hiệp phải hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương trong việc xử lý tình huống tài xế phản ứng để đảm bảo an ninh trật tự. Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ Phụng Hiệp, dài gần 22 km, tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, hoàn thành cuối năm 2015. Trạm thu phí từ tháng 4 năm 2016, mức giá từ 35.000 đến 200.000 đồng, thời gian thu hơn 10 năm. Tháng 12 năm 2017, trạm giảm giá vé 7 đến 15%. Ngoài ra, chủ xe có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống, tổ chức, doanh nghiệp ở gần trạm, phía Cần Thơ và Hậu Giang cũng được giảm 30 đến 35% so với mức giá chung. Cho rằng mức giảm vẫn còn cao, hai ngày qua, các tài xế liên tục dàn ngang xe ở trạm để phản đối, gây tê liệt quốc lộ 1. Chủ tịch thành phố Cần Thơ hai lần đến hiện trường buộc chủ đầu tư phải xả trạm, đồng thời chỉ đạo thanh tra giao thông lập biên bản xử lý chủ đầu tư về hành vi gây ùn tắc giao thông.